ông Phật Việt Nam dạy từ tiếng Hán qua tiếng Việt, từ tiếng Phạn qua tiếng Việt trở về Nam Đặng có sự sang là lời đó của Đức Phật Thầy Tây An Ngài nói. Yeah. 7 năm hoằng hóa độ sanh linh, đắc diệt trùng trùng khổ chiến kinh, quá kiếp năm đời khai chánh pháp, vung vung hành đạo kiến thanh bình. Nó từ Đức Phật Thầy Tây An xuống tới ông Phật Trùm, rồi ông Bổn Sư Ngô Lợi, rồi ông Sư Giải Bán Khoai, tới Đức Quỳnh Giáo Chủ, quý vị chuyển kiếp năm đời khai chánh pháp, vung vương hành đạo kiến thanh bình, quý vị. Thành thử khi mà quý vị gặp được giáo lý của Đức Phật, Đức Thầy, quý vị hãy ôm sát giáo lý La Bàn để mà tu. Quý vị đừng có nhảy lông nhông nữa, quý vị đừng có theo thời cuộc nữa, đừng có nghe lời mấy ông thiên cơ nữa. Thầy nói co giò phóng viết lọt ngoài sông, chẳng gặp thùng ghe khổ mấy gầu, làm sao lo liệu tu cho kịp, bập bẹ Nam Mô cũng nhập cầu. Đó, quý vị thấy không? Còn mấy anh chàng thiên cơ thời cuộc, mấy anh nói đủ thứ hết trơn, nhưng mà cái chuyện mấy anh nói không có chuyện nào mình có. Như 14 tháng 10 mấy anh nói là thầy nói tối trời tối đất mà thầy không có nói. Mấy anh cũng đại khả đại ngôn, rồi bây giờ cũng không có. Mà bây giờ đủ thứ chuyện trên đời hết trơn quý vị, rồi dựng lên một thầy ba tớ đầu đủ thứ hết trơn hen. Mà thầy quả quyết với quý vị là chừng nào thầy lợi gia chung thì trong bộn đạo bóng cùng mới phụ che. À, quý vị đừng có tin nữa, mà hãy lòng niệm Phật đi. Một tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà tâm quý vị nhất tâm bất loạn, cõi lòng thanh tịnh, thì quý vị sẽ trừ được 84 trọng tội sanh tử, chứ không phải là không đâu. Quý vị biết Đức Phật là đứng toàn năng đoàn giác rồi mà họ còn hủy bán được, còn chê trách được, thì đối với mình thì nó ra làm sao. Nhưng phải gán tu chân chánh để gặp được diễn tiến Đức Phật, Đức Thầy trong ngày Long Hoa Đại Hội, mà Thầy nói là chính từng mây nhạt đổ thu thường, kẻ tà gian sau bị lửa thiêu, người tu niệm sống đời thượng cổ, hùng văn lĩnh Tây Phương Phật Tổ, nên giáo truyền khắp cả Nam Kỳ, hội Long Hoa chọn kẻ tu mi, người hiền đức đặng phò chơi chúa. Quý vị thấy không? Đó. Tại sao Đức Quỳnh Giáo Chủ là một vị Phật lâm phàm sanh nghi chi mà thầy không có xưng cái hiệu gì hết, mà thầy xưng cái hiệu khùng điên? Thầy nói sở dĩ tôi xưng hiệu khùng điên là ta điên thở tam hoàng thượng cổ bên Tàu, mà khùng thế thờ khùng lộ ngoại gia là tế điên hòa thượng đó quý vị. Còn khùng á là nói theo chí Thích Ca ngày trước, câu phú quý ngày không mặn ước chữ bồ đề với cội bá tông. Bây giờ họ cứ lên mạng họ xưng ông nội ông ngoại gì không là đủ thứ. Bây giờ thầy Đức Quỳnh Giáo Chủ cho quý vị biết này, đến với ta chớ đem đồ cúng, chỉ đem theo hai chữ thành lòng, chẳng có cần trà quả hương nồng, mong sanh chúng từ lòng cúng. Hôm nay trên cộng đồng mạng quý vị thấy xôn xao về bé Tường Lam 4 tuổi không? Có nhiều người hỏi tôi nhưng mà tôi không có trả lời. Nhưng mà tôi khẳng định là tôi chỉ khẳng định cá nhân của tôi nghe cháu nó đọc mà tiếng Phạn, kinh tiếng Phạn giờ 37 chữ của Đức Quỳnh Giáo Chủ, cái bài giảng sanh đó quý vị. Chúa giảng sanh bên kia, bên đây là Chúa giảng sanh, bên kia là tiếng Phạn. Nhưng mà đồng ý là em cháu nó thông minh đó, nhưng mà thưa quý vị, nó còn nhỏ, cái tuổi thông minh của nó thì đáng là kính nể. Nhưng mà tôi thấy có một anh YouTuber dựng chuyện để kêu cháu nó nói, để câu view, câu like, thì cái đó là có sự thật đó. Rồi thêm một cái ông sư nữa cũng sắp cho bé Tường Lam nói. Thưa quý vị, bé Tường Lam mới đầu thì nói ở đây rất là kính nể bé, nhưng mà sau này bé coi tay cho một cái anh chàng YouTube mà đọc lại Bình Dương 87 tuổi nó chết, thì chuyện đó không đúng đâu. Cái thứ hai, bé Tường Lam lại nói là nói chuyện được với ông Thổ Điện thằng Tài, là cái đó là quá quá sức tưởng tượng của tôi. Tại vì cháu nó còn nhỏ, cháu không hề hiểu được chuyện đó đâu. Nếu mà cái người mà đắc đạo mà hiểu được đi nữa, dầu có hiểu được thiên cơ thời cuộc đi nữa, cũng không có nên tiết lộ như vậy nữa. Nếu mình tiết lộ quá sớm thì mình sẽ bị mắc phước, hay là mình tự xưng quá sớm thì mình đi sẽ không được đi xa. Nên phiên với cha mẹ bé Tường Lam, đừng cho người ta dựng chuyện để nói nữa, làm cho con mình nó tổn phước tội nghiệp nó. Nó là ăn chay trường mà nó biết pháp thì cũng là đáng nể, nhưng mà phải để cho người ta nể bằng cái sự tự do.
đừng có dựng thêm nữa, mà để cho cháu nó đi sai lệch chánh pháp thì quý vị không có đúng đâu. Còn mấy anh chàng thiên cơ thời cuộc mấy anh nói đủ thứ trơn, nhưng mà cái chuyện mấy anh nói không có chuyện nào mà có chứ. Như 14 tháng 10 mấy anh nói là thầy nói tối trời tối đất mà thầy không có nói. Mấy anh cũng đại khả đại ngôn, rồi bây giờ cũng không có. Mà bây giờ đủ thứ chuyện trên đời trơn quý vị, rồi dựng lên một thầy ba tớ đồ đủ thứ trơn ha. Mà thầy quả quyết với quý vị là chừng nào thầy lợi gia chung thì trong bụng đạo bóng cùng mới phụ che. Trách dân còn tiếc lũ thê chẳng làm phước thiện quả e đến mình. Mình đi để làm gì? Mà mình tìm lại những cái đại lễ của Đức Phật để làm gì? Nhìn Phật giáo mà tìm cái lý coi tại sao ta phải tu hành. Vì yêu dân ta chỉ ngọn ngành, thiên lê thứ làm lành mà tránh. Thì quý vị thấy hết rồi, cảnh thảm khổ quý vị cũng thấy rồi, sụp đất, động đất, chiến tranh tạm khóc toàn lê thứ, thương nổi bá gia dọc nổi lạc lầm. Rồi quý vị thấy dịch bệnh quý vị cũng thấy rồi, rồi đối với nghèo thầy nói đối với nghèo sắp đến bây giờ công ty vỡ nợ, thờ cuộc con cháu bị thất nghiệp, Bình Dương nó trả về, bây giờ về địa phương cũng không có công ăn chuyện làm. Quý vị thấy đau lòng không? Gạo thì lên giá, cô bác nghèo khổ cũng tội nghiệp, không có đủ tiền để mua, ông nhà nước cũng lo cho mình. Ổng cũng lo đủ mặt trơn, gạo lên giá nhà nước cũng buồn chứ, sợ bà con đói không có tiền mà mua đủ ăn. Nên mình sống với một cái quốc gia nào đừng nên nói xấu với quốc gia chúng ta, nó như vậy mình mới là con dân của đất Việt. Rồi mình quy y với ông Phật nào cũng đừng có bôi bác, cũng đừng có dựng chuyện lên là Đức Phật nói, Đức Phật nói. Mà Phật thì không có nói sai, chỉ người đời mình là nói sai thôi, chứ Đức Phật mà sanh nhi chi rồi. Cặp mắt thánh dồn xem tứ hải thương hồng trần, mượn xác tái sanh. Bởi vì đời nhân vật cạnh tranh nên cấu xé cùng nhau thảm não. Đó, thành thử ra thiên cơ thời cuộc quý vị thấy hết rồi, cần gì mấy anh kia phải lộ. Mày mấy anh người phàm này, cái mạng của mấy anh mơ đi về đâu, còn chết hay sống mấy anh còn chưa biết nữa, làm gì mà mấy anh biết. Nên mấy anh có lên đi nữa quý vị đừng có nghe, quý vị đừng có tin nữa. Mà hãy bền lòng niệm Phật đi. Một tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà tâm quý vị nhất tâm bất loạn, cõi lòng thanh tịnh, thì quý vị sẽ trừ được 84 trọng tội sanh tử, chứ không phải là không đâu. Quý vị biết Đức Phật là đứng toàn năng đoàn giác rồi mà họ còn hủy bán được, còn chê trách được, thì đối với mình thì nó ra làm sao. Nhưng thì thưa quý vị, cái ngày là hai cái ngày đại lễ trọng đại của Phật giáo và học chúng ta là ngày 18 tháng 5 là ngày Đức Thầy mở đạo, ngày 25 tháng 11 là ngày đản sinh của Đức Quỳnh Giáo Chủ Phật giáo Hòa Hảo. Thưa quý vị, mà ngày xưa đó, khi mà Đức Thích Ca Mâu Ni từ phụ lễ đản sinh của Ngài là mùng 8 tháng 4 quý vị, nên tôi có làm một câu thơ: tháng 4 mùng 8 qua thiên lý, Phật đản khai nguyên chánh pháp truyền. Tức là có Đức Phật ra đời nên chánh pháp mới truyền tới ngày hôm nay. Nam Việt hữu duyên đời mặc kiếp, Đức Quỳnh Giáo Chủ nói như đó. Thành thử ra tôi làm câu thơ vậy, nhưng mà bây giờ Phật giáo thống nhất người ta đổi lại là ngày rằm tháng 4 quý vị. Chứ bây giờ không còn là ngày 18 tháng 4 nữa. Thưa quý vị, Đức Quỳnh Giáo Chủ của chúng ta đó, ngày xưa khi Đức Thích Ca Mâu Ni từ phụ mà ngày sắp viên tịch đó, thì ngài mới thiết trên cái đền Linh Cứu đó, ngài mới cầm cái đó sen qua, ngài hỏi trong pháp hội ai biết được chuyện gì, thì chỉ có ông Ma Ca Diếp là chiếm miệng cười. Thưa quý vị cộng đồng mạng, quý vị biết ông Ma Ca Diếp lại không, là Đức Quỳnh Giáo Chủ Phật giáo và học chúng ta. Nên Đức Thầy có viết một câu này, mấy câu này rồi tôi đọc lại cho quý vị nhớ nha. Đền Linh Cứu sơn chung chịu mạng, nền chân lý ta bày quá cạn, mà dương gian còn gạn danh từ. Làm cho ta lỡ khóc lỡ cười, khóc là khóc thương người ngu muội. Nên Đức Thầy của chúng ta đã nhận lệnh của Đức Phật Thích Ca từ ngày đó. Nên Đức Thầy mới nói là trở về Nam đặng có sửa sang. Nên Đức Thầy chúng ta mới mượn cái làng Hòa Hảo, thôn Hòa Hảo, và lấy cái đạo là Phật giáo Hòa Hảo. Mà quý vị biết chữ Hòa với chữ Hảo là Hòa là thuận, Thảo Hảo là tốt đẹp. Nên ngài mới nói Hòa thôn hảo cảnh xứ chi ta, tạm giác nhân sinh bể ái hà. Mượn xác quỳnh dân thân xác kẻ, là mượn xác con, đức ông, đức bà, đức quý vị. Trời ngài thiên định thiết hùng ca,
hay là thầy nói chọn một chàng tuổi trẻ tục phàm, mượn tay gã tờ qua thần hạ bút, khuyên bá tánh tầm tiên gờ tục chỉ mái chờ bài tòi về sau. Nên thưa quý vị, ngày 18 tháng 5 là ngày thầy mở đạo, mối đạo Phật giáo Hòa Hảo. Ngày 25 tháng 11 là ngày đản sinh của Đức Huỳnh Giáo Chủ Phật giáo Hòa Hảo. Mà đạo Phật giáo Hòa Hảo của Đức Huỳnh Giáo Chủ là 6 cái đạo lớn ở trong miền Nam Việt Nam chúng ta. Tại vì đất nước chúng ta có 16 đạo mà được nhà nước phát tư cách pháp nhân. Mà cái đạo Phật giáo Hòa Hảo đứng trong cái đạo thứ 6 mà được đứng trong cái hàng ngũ là đạo lớn đó quý vị. 6 cái đạo lớn ở miền Nam Việt Nam. Thưa quý vị, Đức Huỳnh Giáo Chủ mở đạo dạy được 7 năm 10 tháng lẻ 7 ngày. Ngài rất là gian chân cực khổ. Khi đó tuổi Pháp bây giờ Ngài đi hết chỗ này tới chỗ kia, cho Ngài yên khùng giam Ngài trong ngục này kia, rồi cho uống hát xít này kia. Nhưng mà khi cái ông mà đem ly axit vô đó thì thầy nhận thầy uống, thì thầy nói tôi không nỡ uống hết, tôi chừa lại hai nửa ly này để ông về cứu vợ ông. Ông là bác sĩ nhưng mà vợ ông mang cái bệnh lương y. Nên tôi chừa lại nửa ly này nè cho ông về cứu vợ ông đi. Là vợ bác sĩ bị mắc bệnh nan y đó ha. Vợ bác sĩ Trần Văn Tâm. Khi đó bác sĩ Trần Văn Tâm mới thọ nhận cái ly axit đó về, mới kêu bà vợ: bà ơi, bà thức hay ngủ gì bà? Thì bà trả lời là tôi thích. Bữa nay tôi gặp một cái ông đạo ở thôn Hòa Hảo, người Pháp kêu tôi đem axit vô cho ông uống, mà ông uống nửa ly, ông nói chừa lại để trị bệnh cho bà dám uống không? Thì bà Trần Nhân Tâm bà trả lời là tôi uống. Mai duyên gặp Phật trời vừa cứu, chứ cái bệnh của tôi là để chồng con khổ dữ lắm rồi. Thì bà thọ, bà nhận cái nửa ly axit bà uống thì bà hết bệnh cái gì. Nên quý vị mà tu theo giáo lý Phật giáo Hòa Hảo là quý vị không lầm lạc gì hết. Đó. Thành thử cái khi mà ông giờ ngày đi xuống Sa Đéc đó, thì cái ông cò lơ pheo gì đó, ông mới nói đức thầy mình á, ông có bao nhiêu tuổi mà ông mở đạo dạy đời, thì lấy gì mà làm bằng chứng để người ta tin ông mở đạo dạy đời. Thì thầy mới cầm một cây viết lên, thầy viết một bài cho cái ông cò ở Tây đó. Thì thầy đặt tựa là bài Sa Đéc. Đó. Thành thử ra quý vị thấy không, khi mà Đức Phật cầm cái viết lên viết, không cần giấy nháp, không cần gì hết, tại vì cặp mắt thánh dồn xem tứ hải mà hạ bút thần là thơ đã đề khai. Có làm cho thần thánh lung lay, chỉ cứ nước như mưa phân cây quý. Nên ông cò đó mới phục thầy. Thầy viết cái bài Sa Đéc, thầy nói là nhìn cuộc thế bộn bề sống vậy, cuộc thế này nó đang bộn bề sống vậy. Cửa thiền môn còn hỡi khóa then, nương xứ xa tạm viết dưới đèn, tỏ tâm sự của người liễu đạo. Bữa nay tôi tỏ tâm sự của tôi với ông, của người liễu đạo. Sách có chữ thâm ăn dục báo, phận làm người hiếu thảo nơi gương, ấy chẳng qua là đạo lưng thường, chứ Phật thích lìa quê ngàn dặm. Đó. Thành thử ra khi thầy tặng cho ông một cái bài Sa Đéc rồi, thì cái ông cò này rất ngưỡng mộ thầy. Quý vị biết không, khi không cho thầy trở lại đây trong 10 người, thầy mở đạo được có 10 năm, có 17 năm, 10 tháng lẻ 7 ngày, thì hết chỗ này tới chỗ kia. Khi đó đức thầy cũng đi xuống nhà ông Hưng Bộ Thạnh, hay là xuống nhà của ông ông Ký Giỏi rồi đó. Thì quý vị thấy không, ông Phật Việt Nam dạy từ tiếng Hán qua tiếng Việt, từ tiếng Phạn qua tiếng Việt, trở về Nam đặng có sự sang, là lời đó của Đức Phật Thầy Tây An Ngài nói. Bảy năm quần quá độ sanh linh, đắc diệt trùng trùng khổ chiến kinh, quá kiếp năm đời khai chánh pháp, vung vung hành đạo kiến thanh bình. Nó từ Đức Phật Thầy Tây An xuống tới ông Phật Trùm, rồi ông Bổn Sư Ngô Lợi, rồi ông Sư Giải Bán Phai, tới Đức Huỳnh Giáo Chủ, quý vị chuyển kiếp năm đời khai chánh pháp, vung vương hành đạo kiến thanh bình, quý vị. Thành thử khi mà quý vị gặp được giáo lý của Đức Phật, Đức Thầy, quý vị hãy ôm sát giáo lý La Bàn để mà tu. Quý vị đừng có nhảy long nhâm nữa, quý vị đừng có theo thời cuộc nữa, đừng có nghe lời mấy ông thiên cơ nữa. Thầy nói co giò phóng viết lọt ngoài sông, chẳng gặp xuồng ghe khổ mấy gầu, làm sao lo liệu tu cho kịp, bập bẹ nam mô cũng nhập cầu. Đó, quý vị thấy không? Thành thử ra quý vị hãy trở lại con đường chánh pháp, dầu mình tu một ngày hay nửa ngày, mình cũng giữ được chữ chung mà nữa được đức thầy chọn. Thầy nói
khi mà thằng ngài trở về á, à, ít lâu ta cũng trở về phiên cùng bổn đạo chớ hề lãng sao, thì ít lâu thầy trở về, à, gia chung là gì, gia là nhà, chung là giữa nhà. Quý vị đừng nghe lời ai hết. Hôm rồi tôi đi với mộ bà cả nay thì có một cái đệ này nè, xưng là Phần Quỳnh Phú Sổ. Bữa đó tôi cũng sôi máu lắm quý vị, nhưng mà tôi ráng dằn. Tại con người của tôi theo phò mấy ông thần đó, tôi nóng bánh quý vị, tôi đi với Phật mặc áo cà sa, tôi đi với ma tôi mặc áo giấy à. Nhưng mà cái số đó là cái số là Phật giáo Hòa Hảo Thuần Tí quý vị, bị công an đang cưỡng chế ở bên Chợ Mới quý vị. Yeah. Là của cái phe cái đệ đó đó. À, cái phe đó đó. À, phe đệ đó đó. Nên quý vị ơi, mình phải làm một người chánh nhân quân tử. Dầu mình sống trong một cái đất nước nào quý vị, mình đừng nên nói xấu đất nước chúng ta. Nó rồi bắt đầu mình làm đạo thì mình phải bền gan chờ đợi ngày chung cuộc, gắn chí trong mong bữa tiệc khai thiên địa từng quần gom một mối phàm cần dẫn tiếp tiến bằng lai. Chứ quý vị có đạo rồi, đừng có tìm đạo mà lìa đạo thì trung thanh đạo có giờ. Đó là lời của Đục Tổ Vệ Năng, không phải của tôi nha. Thành thử ra quý vị thấy không, mình phải gán tu để được vinh hiển như đức thầy của chúng ta. Yeah. Tại sao hai cái đại lễ, à, quý vị thấy không, khi mà gặp nhau đó chào thì hỏi ở đâu cô bác đến dự lễ, thì người ta nói từ sở tỉnh này, kẻ sở tỉnh kia, đủ thứ chân. À, thưa quý vị, mình là người tu, bây giờ phải gán tu chân chánh để gặp được diện kiến Đức Phật, Đức Thầy trong ngày Long Hoa Đại Hội mà thầy nói là chính từng mây nhạt chỗ thương thường. Kẻ tà gian sau bị lửa thiêu, người tu niệm sống đời thượng cổ. Hùng văn lĩnh Tây Phương Phật Tổ, nên giáo truyền khắp cả Nam Kỳ. Hội Long Hoa chọn kẻ tu mi, người hiền đức đặng phò chơn chúa. Quý vị thấy không? Đó. Tại sao Đức Quỳnh Giáo Chủ là một vị Phật lâm phàm sanh nghi chi, mà thầy không có xưng cái hiệu gì hết, mà thầy xưng cái hiệu Khùng Điên. Thầy nói sở dĩ tôi xưng hiệu Khùng Điên là ta điên thở tam hoàng thượng cổ bên Tàu, mà khùng thế thờ khùng lộ ngoại gia là tế điên hòa thượng đó quý vị. Còn khùng á là nói theo chí Thích Ca ngày trước, câu phú quý ngày không bằng ước chữ Bồ Đề với cội Bá Tông. Bây giờ họ cứ lên mạng họ xưng ông nội ông ngoại gì không là đủ thứ. À, bây giờ thầy Đức Quỳnh Giáo Chủ cho quý vị biết này, đến với ta chớ đem đồ cúng, chỉ đem theo hai chữ thành lòng, chẳng có cần trà quả hương nồng, mong sanh chúng từ lòng của mình. Đó. Thành thử ra nếu ông sư nào mà tu mà làm được như Đức Quỳnh Giáo Chủ chúng tôi, ông đó mới là chân chánh. Còn nếu mà một tay mẹ ông cánh nắm canh qua xe, một tay mấy ông nắm lấy nhỏ nhen sự đời hoài, thì mấy ông chưa chắc là chánh đạo rồi. Còn mấy ông tiếp tục mà khô chương để dựng cho bé Tường Lam này thêm nữa, thì để cho bé đại khả đại ngôn. Mà văn ngôn chánh thì phước lai quả khứ, mà văn ngôn tà phước khứ quả lai. À, quý vị nên nói là, nên nhớ là một người mà phát lên một câu thách thiệt là cuồng ngôn lộng ngữ với Đức Phật. Ví dụ bây giờ cô Tư chưa đắc mà cô Tư tự xưng là cô Tư đắc. Cô Tư chưa chứng mà cô Tư tự xưng là chứng. Cô Tư hiểu được người ta chết này, mấy xin lỗi mà nói nha. Ông nào mà hiểu được người ta như thế nào đó làm ơn mấy ông biết được mạng của ông ngày mai có chết hay là sống, mấy ông nói giùm tôi đi. Mấy ông nói mới hay đó. Nói vậy chứ mình là phàm nhân, rồi phàm tăng, mấy ông là phàm tăng, còn tôi là phàm tục, thì mình không hiểu được đâu, mình không biết được chuyện gì của trời đất đâu. Nó thành thử ra mình đừng nên nói nữa. Cứ tu đi, rồi nói với quý vị cộng đồng mạng cô bác mình nên tu đi để trở lại con đường chánh đạo. Chứ đừng có, nên Đức Phật Thầy nói là nói đông tây tu chẳng có nhiều, thiếu giác được ít điều. Tu cư sĩ làm tròn hạnh phước tứ an toàn, lần lượt đi lên đạo không xa, sợ chẳng có chí bền. Cái chí mình không có bền đó thì người ta không có đưa mình về con đường giải thoát được. Mà người nào tự xưng tự đại tự cao thì tự vẽ bùa để mà đi. Khi nào thầy trở lại gia chung mà thầy cấp cho cái người bổn đạo đó một cái miếng giấy vàng, cái miếng giấy màu vàng chứ không phải là giấy vàng nha quý vị. Đừng nghe nói màu vàng rồi đánh tay giật chứ không đúng nữa. Khi đó cái miếng giấy đó lộ lên bốn chữ Bổn Sơn Kệ Hương, quý vị mới vô thẻ được. Nhưng mà chơn tu chánh đạo đó là chơn tu trên chán, phải có dần nghĩa quan mới vô cửa được, không phải giỡn đâu. Mà quý vị đừng có tiếp tục lừa cộng đồng mạng nữa, quý vị đừng có bài chuyện ra nữa, nói đủ thứ trên đời rồi không dài có không.
quý vị khẳng đó 14 tháng 10 thầy nói tối trời có đất thầy đâu có nói. Rồi quý vị thấy có không? Rồi đủ thứ chuyện á, Tết ăn không được gì quý vị nói không bao giờ đúng chứ. Tại vì quý vị là phàm. Nên khuyên quý vị đừng nói những câu đó nữa. Quý vị hãy gác tôn đi để đắc quả mà được vinh hiển của thầy chúng ta vậy. Nó cái đại lễ là biết. À, thưa quý vị, một vị giáo chủ nào ra đời cũng gian trưng hết quý vị. Như đức thầy mình á, bị người Pháp cho uống axit nè. Rồi bắt đầu nè, giờ đi đủ chỗ hết trơn. Mà đức thầy nói, hòa thôn hảo cảnh xứ kia ta. Tại quý vị biết sao sao mà thầy lâm phàm mà phải mượn làng Hòa Hảo và thôn Hòa Hảo và mở ra mối đạo thánh địa và Phật giáo Hòa Hảo. Tại vì hai chữ Hòa Hảo là hòa là thượng thảo, hảo là tốt đẹp. Nên ngài mới nói là hòa thôn hảo cảnh xứ kia ta, tạm giác nhân sanh bể ái hà, mượn sát bình dân thân sát trẻ, chờ ngày thiên định thiết hùng ca. Nên thầy mới nói là chọn một chàng tuổi trẻ tục phàm, mượn tay gã tờ qua thần hạ bút. Thưa quý vị, những lời của Đức Quỳnh giáo chủ dạy chúng ta, dạy tận tường chẳng chút nào sai. Mà quý vị biết không, cái quyển năm là ai không biết, đức thầy mình biết mà thầy nói đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Như Lai Ta Bà Giáo Chủ, xin ngài chứng minh dưới đây tôi lược tả sách kinh thôi cho trong năm nữ ngũ tình thì coi lời lành của Phật hiền coi đọc qua suy nghiệm xét soi chẳng tà. Nên quý vị mình thầy mới trở về Nam đặng có sửa sang. Mà năm vị giáo chủ ra đời tại miền Nam Việt Nam chúng ta không chỉ là có một ông, nhất là Đoàn Minh Quyên là Phật thầy Tây An thôi quý vị. Còn ai mà khoe cái gì nữa thôi quý vị đừng có nghe. À, quý vị thấy đại lễ năm nào cũng đông lắm, năm nay là 17 chiếc xe qua, mà 17 chiếc xe qua là đẹp dữ lắm nha quý vị. Quý vị chờ coi nghe quý vị. À, sáng 24, 2 giờ là ta đi diễu hành đó quý vị. Rồi chiều tối là dân cổ đèn. Rồi ngày 25 thì sáng 25 thì mấy ổng chạy đi diễu hành. À, quý vị hãy đón xem mấy em YouTube mình quay để đưa lên mạng nghe quý vị. Bây giờ nói quý vị nghe, hạ nguyên trong buổi cùng cơ mạt pháp này mình chỉ còn tôi thôi quý vị. Xin quý vị và quý vị cộng đồng mạng, quý vị hải ngoại, quý vị Việt Nam, quý vị hãy niệm Phật đi quý vị, để thớ thầy tôi chúa cùng nhau gặp khắp hết thế gian phốt nhục tù. Mà diêm phù diêm chúa trọng người tu quý vị, hành phạt ác hung chốn ngục tù. Nên mình khi mình có đạo đó mà mình phải gìn ngôn ngữ thì ai ta cũng trọng mình hết, cả người đời chư thần người ta thấy mình tu mà trơn tránh đó quý vị, người ta cũng trọng mình đó. Đi còn ông Năm Chèo đó, ổng là mặc dù ổng hung dữ nhưng mà người tu thú ấy cúi đầu, người không tu niệm ngõ hầu nó mới ăn. Nên quý vị chỉ còn đường tu thôi quý vị. Còn ai mà nói cái gì người ta nói không có bao giờ đúng đâu quý vị. Như người ta bài bác 14 tháng 10 cũng không có phải không quý vị. Rồi người ta nói Tết ăn không được thì cũng không có quý vị. Rồi người ta nói người ta giao nhà, người ta chặt đầu gì đủ thứ trơn của nó. Bây giờ họ có dám làm đâu quý vị, họ chỉ nói thôi. Rồi quý vị hãy bỏ nguồn duyên để đi dự những ngày đại lễ của Đức Phật, Đức Thầy. Cái ngày 25 tháng 11 này là ngày đản sinh của Đức Quỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo. Mà cũng là ngày, nếu mà tôi nói xả tội thì sợ quý vị không tin đâu. Nhưng mà thầy nói là kỳ xả tội nay còn một kiếp, sao chẳng tu tặng có hưởng nhờ. Gặp giảng kinh cần cứ làm ngơ, trồng bông kiển giống chi hưởng nấy. À, quý vị nên nhớ mình đi mấy cái đại lễ này mình cầu để được xả tội. Chứ tôi không dám nói là ban phước hay giá họa gì, cái chuyện đó tôi không biết nên tôi không dám nói. À, thưa quý vị, đại lễ của thầy thì cả khắp thế giới này ai cũng đều biết rồi. Ngày 18 tháng 5 là ngày mở đạo đản sinh, là ngày 25 tháng 11 của Đức Quỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo. Quý vị hãy tìm lại mấy em mà quay YouTube đó quý vị coi, để chiêm ngưỡng những cái dàn xe hoa đã đến từ địa phương để đến đây làm cho cái đại lễ được long trọng. Để quý vị coi ha, quý vị đều chờ đón mấy em YouTube mà coi nha. Cái YouTube mà tôi đang nói chuyện này là của đệ Bùi Văn Dùng nha quý vị. Quý vị nhớ nhớ cái anh chàng YouTube này. Thưa quý vị, để trở lời công chuyện.